Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội vẫn có sương mù, tuy nhiên mật độ không còn dày đặc như sáng hôm qua nữa. Dự báo tình trạng mưa nhỏ trộn lẫn sương mù về đêm và sáng vẫn còn diễn ra trong mấy ngày tới. Thời tiết nồm ẩm như này, quý vị nên lưu ý hạn chế giặt quần áo, chăn màn, không nên hong khô quần áo bằng quạt mà nên sử dụng máy sấy quần áo, sử dụng viên chống ẩm để trong tủ quần áo. Thủ đô Hà Nội cũng chung tình trạng nồm ẩm của khu vực, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù khiến việc đi lại của người dân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán khá là hạn chế. Tuy nhiên vào trưa chiều thì trời tạnh ráo và hửng nắng nên tiết trời khô ráo hơn, nhiệt độ tăng lên 25 cho đến 26 độ, trời ấm áp. Với miền Trung, trời phổ biến nắng ráo cả ngày, nhiệt độ cũng tăng dần từ Bắc và Nam. Tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay vào khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt tăng cao lên mức là từ 29 cho đến 32 độ, trời ấm áp. Ngày thứ Bảy cuối tuần, thành phố biển Đà Nẵng có thời tiết rất lý tưởng, trời nắng nhẹ, dễ chịu với biên độ nhiệt ngày đêm từ 23 cho đến 29 độ. Trời mát vào ban ngày và se lạnh về đêm và sáng. Thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động giao thương của quý vị. Còn ở phía Nam, trời nắng từ sớm khiến nền nhiệt trưa nay tăng nhanh. Tại vùng cao nguyên, mức nhiệt tăng lên mức là từ 29 cho đến 32 độ. Ở Nam Bộ, trời nóng hơn với mức nhiệt trưa chiều là từ 33 cho đến 35 độ. Ngoài nắng mạnh, nhiệt cao, đáng lưu ý là độ ẩm không khí giảm thấp, trưa chiều chỉ khoảng 45 đến 55%, nên trời rất khô. Quý vị cần lưu ý đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay là 35 độ, mang đến cảm giác nóng bức. Thời gian nóng nhất vẫn là từ 13 cho đến 15 giờ. Cùng với độ ẩm giảm thấp chỉ dưới 50% nên rất khô. Về tối và đêm, nhiệt giảm, trời chuyển mát, mức nhiệt từ 26 cho đến 27 độ. Và khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.